Và chúng ta bây giờ sẽ được hướng dẫn cái cách thức để xuất kho theo phương pháp định mức. Tức là cái người có những đơn vị người ta sử dụng cái phương pháp tính giá thành theo phương pháp định mức thì rõ ràng là người ta biết định mức để sản xuất ra một cái sản phẩm bao nhiêu. Cái yếu tố này, cái phương pháp này nó áp dụng cho cái trường hợp này. Cuối tháng chúng ta biết được sản xuất bao nhiêu sản phẩm. Và chúng ta phải xuất nguyên vật liệu để có thể sản xuất đủ số sản phẩm trên. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý là chúng ta có một cái phần gọi là thành phẩm. Chúng ta vào khai báo này, chúng ta chọn thành phẩm này. Đầu tiên của chúng ta là làm gì? Chúng ta chọn này. Cái thành phẩm này, ví dụ như nó bình thường là một cái phương pháp tính theo cụ thể từng đối tượng. Nhưng ở đây để sản xuất ra một sản phẩm này, nếu mà doanh nghiệp áp dụng theo phương pháp định mức thì sẽ phải khai báo ở trong cái thành phẩm này là định mức để sản xuất nên một nguyên vật liệu này là bao nhiêu. Các bạn nhìn thấy định mức nguyên vật liệu cấu thành nên một đơn vị sản phẩm. Thì để sản xuất ra cái loại cái loại gạch này, đầu tiên là cái gạch bán thành phẩm, tức là người ta cho đất sét và than cám trộn với nhau. Sau đấy cho vào cái máy đùn gạch. Cái máy đùn gạch này nó có tác dụng là nó sẽ đùn ra, nó sẽ trộn đều cái trộn đều đất sét và than với nhau để nó đùn ra một cái viên gạch và có cắt đúng cái viên gạch như mình mong muốn. Cái máy này thì nó cũng có nhiều loại, ví dụ như là gạch nó đùn ra cái gạch hai lỗ, sáu lỗ chẳng hạn. Thế thì để sản xuất ra một đơn vị này, một viên gạch như này chúng ta sẽ phải sử dụng bao nhiêu? Ví dụ như là 0,02 mét khối. Thế ở đây trong cái trường hợp mà số lượng chúng ta ít quá ấy, ví dụ như là không thể là nói 0,02 mét khối mà sản xuất ra được cái số lượng đấy đúng không? Thế chúng ta vào cái chỗ này, chúng ta tăng cái định dạng số lên. Cái tỷ lệ số lượng ở đây ta làm 4 đơn vị đi. Để cho nó dễ làm không các bạn? Chả nhẽ lại một cái sản phẩm thế này thì nó nhiều quá cũng không được đúng không? 0,0002. Đấy. Và cái thứ hai là cái than cám. Thì để cái tỷ lệ này nó đúng ấy thì 0,0001. Để sản xuất ra một cái viên gạch như thế thì chúng ta sẽ tốn theo đơn vị tính như này. Vậy đầu tiên ấy, chúng ta khai báo xong thì chúng ta sẽ vào ẩn xuất. Và ví dụ như chúng ta trong tháng đấy chúng ta vào đây nhé, chúng ta thêm mới xuất một cái phiếu xuất nhé. Ở đây chúng ta chọn xuất theo định mức. Các cái thành phẩm này chúng ta lúc nãy là khai báo cái thành phẩm gạch mộc đặc này. Thì trong kỳ chúng ta sản xuất được ví dụ như là 10 vạn viên gạch này. Đấy, thế thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ chọn đồng ý này. Nó sẽ lấy ra cái đơn giá này cho các bạn, à cái số lượng này cho các bạn là bao nhiêu để sản xuất được 1.000 à 10 10 vạn. Cái giá trị 10 vạn cái số lượng gạch đấy. Chúng ta ở đây chúng ta chọn thêm là vật tư, à và ông Nguyễn Văn Tư ông thủ kho. Thế thì cái tài khoản ở đây là cái tài khoản nào khi xuất cái này, đương nhiên chúng ta thì có tài khoản nguyên vật liệu và nợ tài khoản chi phí nguyên vật liệu đúng không ạ? Ở đây chúng ta sẽ chọn là ví dụ như ở đây là 621 đâu nhỉ? Đây chi phí trực tiếp bán thành phẩm. Đấy, ở đây chúng ta không cần phải đổi hết tất cả các tài khoản. Ví dụ ở đây có 10 dòng vật tư các bạn không cần, các bạn chỉ cần đánh cái tài khoản trên cùng chúng ta ấn Ctrl M phát là nó đổi hết bên dưới xuống cho các bạn. Thế thì ở đây khi chúng ta chọn để sản xuất ra cái sản phẩm đấy thì nó sẽ gán luôn cái đối tượng này. Và việc của chúng ta phải còn lại chúng ta chọn nó là nguyên vật liệu trực tiếp.
Thì chúng ta đã thực hiện xong cái việc xuất theo phương pháp định mức, thì các bạn hiểu như thế. Thế cái định mức chẳng qua là cái hình thức mà chúng ta quy định là có, chúng ta có sẵn cái định mức để sản xuất ra một đối tượng sản phẩm rồi. Và bây giờ trong một kỳ kế toán như thế thì chúng ta không biết là chúng ta xuất bao nguyên vật liệu, nhưng mà chúng ta làm theo phương pháp định mức thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là chúng ta thu được bao nhiêu sản phẩm, và chúng ta sẽ làm các cái phiếu xuất để phục vụ cái việc là xuất kho ra bao nhiêu nguyên vật liệu để tạo ra một cái sản phẩm đấy. Thế ở đây chúng ta chọn cái kho là kho nguyên vật liệu, tức là cái kho mà chúng ta nhập thằng này về này. Nếu mà về mà chúng ta nhập thằng này về kho khác thì các bạn không chọn được kho này, đúng không? Nó báo âm ngay và nó không tính được giá các bạn nhé. Sau đây chúng ta chọn lưu thôi. Thế là đã xong chứng từ xuất theo phương pháp định mức nha các bạn nhé.